Kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Rất vui mừng âm thanh thành này tiếp tục được đón những đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau. Vâng, anh Bính. Anh Bính ơi. Anh sắm của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng. Và cặp 180A mới về hôm qua. Vâng, cặp loa Euler S180A mới về hôm qua. Âm thanh Đức Hạnh cũng đã thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc cặp loa đẹp xuất sắc đã về cửa hàng. Và hôm nay anh Bính, anh đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng, có về tận cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, đất loa nhưng mà anh vẫn lên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm và sắm cho mình những sản phẩm chất lượng nhất. Vâng, cặp 180A. Vâng, cặp này là cặp thứ 2 của ngày hôm nay, mùng 8 tháng 4 năm 2018. Tại cửa hàng có 2 cặp và cặp này là cặp thứ 2 đã ra đi về với đội của anh Bính. Vâng, cặp loa còn rất là mới. Cặp này chắc là được đến 98% anh Bính nhỉ? Được em ạ. Được 98%. Vâng, đây những khách hàng cũng đã biết những sản phẩm đẹp, thiếu thùng xốp thật. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh, cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, và xin thông báo với quý vị và các bạn cặp loa Bốt 601 Series 3. Cặp loa Bốt 601 Series 3 lại tiếp tục lên đường theo anh Thắng. Anh Thắng ở đâu nhỉ? Anh Thắng ơi. Thanh Hà. Thanh Hà, Hải Dương. Vâng, anh Thắng đã chọn cho mình có hai cặp Bốt 601 Series 3 vừa về. Và anh Thắng là chủ nhân của hai cặp loa, của một cặp loa. Anh tự khui thùng hai cặp và anh chọn cho mình một cặp mà anh ưng ý nhất. Cặp loa Bốt 601 Series 3 cũng đã về với anh Thắng. Anh sắm được cặp loa này rất chi là ưng ý. Mua được sản phẩm mất tiền nhưng mà anh vẫn cười tươi như hoa. Đúng rồi đấy. Cái này tính như động nhiều tiền lắm đấy. Anh Thắng đã đặt của cửa hàng cặp loa Bốt 601 Series 3 và hôm nay đã chờ được cặp loa về với đội của anh Thắng và quay lại với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Cửa hàng thì rất đông, một ngày chủ nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2018. Những sản phẩm chất lượng lại ra đi. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một ngày làm việc rất vất vả. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo để tiếp tục lại được đón những đoàn khách. Đây còn đoàn khách cũng đến từ Hải Dương. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.